Hello anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ một cái sự kiện. Đây được coi là một sự kiện có thể là giúp anh em thay đổi cái vị thế của mình. Nhưng mà yêu cầu là anh em cần có một chút vốn nhé, chứ không phải là kèo free. Ok, thì như mọi người đã biết, Step N là một cái gọi là dự án đi đầu cái trend của Motor năm 2022. Và đỉnh điểm Step N đã đạt đỉnh tới tận hơn 300 lần, một con số cực kỳ là kinh khủng. Được IDO, EAO trên nền tảng của Binance Pass nên là được bảo hộ cực kỳ rất là nhiều. Thì nếu mà bạn nào mới mà chưa xem cái video về Step N là gì, chạy bộ kiếm tiền thì mình có thể xem lại video này nhá. Trên kênh YouTube của Bang Bang Gaming thì bạn search là ra thôi. Hoặc là mình sẽ để link mô tả dưới video để các bạn xem lại cái video này trước khi mà chúng ta sẽ nói đến cái sự kiện của ngày hôm nay. Ok, thì các bạn có thể nhìn qua thấy giá của Step N hiện tại là khoảng 2,21 đô và đỉnh cao nhất của nó là khoảng 3,09 đô này, cực kỳ là cao. Và được giao dịch trên các cái sàn rất là lớn rồi, như kiểu Binance này. Đó, Binance rồi Gate, KuCoin, OKX, Huobi, các cái sàn lớn, sàn Centralized đều được list, đều list cái token GMT này hết rồi và cái thanh khoản của nó cực kỳ rất là lớn. Nếu mọi người chưa biết thì Step N là một dự án Motoon nhá, được build trên blockchain nền tảng của Solana. Và cái sự kiện này mình muốn chia sẻ với mọi người là cái sự kiện bán cái NFT mà limited, tức là có giới hạn, bán NFT sneaker các cái đôi giày để chúng ta tham gia chạy bộ đó. Thì chúng ta nếu mà chúng ta mua được ấy thì cái xác suất và cái cơ hội chúng ta cực kỳ rất là cao. Thì mình sẽ chia sẻ hai cái phần chính trong video này. Đầu tiên tức là cơ hội và rủi ro của cái việc mua NFT này, mua TMT trên bán trên sàn Binance này. Thứ hai là cách hướng dẫn chi tiết các bạn tham gia từng bước để các bạn có thể mua được cái NFT này với giá rẻ. Ok, thì mọi người có thể nhìn thấy này, NFT họ sẽ mở bán là 1.000 cái token, à 1.000 cái NFT và giá là 0,5 BNB trên một NFT. Và mỗi người sẽ mua tối đa là được một cái ticket. Thì điều kiện tham gia là các bạn cần phải có tài khoản Binance và KYC rồi. Ok, thì tí nữa mình sẽ nói chi tiết việc tham gia nhé. Thì đầu tiên nếu mọi người để ý thì 1.000 cái NFT này thì mọi người có họ anh em có thể hiểu là nếu có thể suy nghĩ là việc liệu là có cái vấn đề lạm phát đây không, thì thực sự là mình chia sẻ về góc quan điểm cá nhân của mình nhá, thì rất là khó để có thể là bán 1.000 NFT này dẫn đến lạm phát được, bởi vì là Step N là một cái dự án mà đi đầu trend và nó cực kỳ hot, các đôi giày mà list ra ấy mà nó bán cực kỳ, tức là bán hết luôn, tức là list. Và giá hiện tại mọi người có thể lên Magic Eden nhá, một cái NFT marketplace rất là lớn trên hệ sinh thái của Solana, thì cũng list các cái đôi giày Step N, sneaker của Step N trên đây rồi. Và giá trên 10 Solana. Và các bạn thì thấy 12 Solana này, 32, rất nhiều loại giày khác nhau. Và giày nó càng xịn ấy, thì giá càng cao. Mà Solana hiện tại nhá, các bạn search lại Solana hiện tại này. Thì giá Solana là khoảng 104 đô này. Mà 104 đô mà các bạn nhân với giá khoảng 10 đi, đã là hơn 1.000 đô rồi, và trung bình là giá ít nhất phải là 1.000 đô. Và đây các bạn chỉ cần mua với giá 0,5 BNB thôi, mà 0,5 BNB. BNB thì hiện tại giá khoảng 419 420 đi, chúng ta chỉ khoảng mất 210 đô thôi để chúng ta có thể mua được hơn 200 đô tí để may mắn chúng ta có thể mua được cái NFT này, và chúng ta mua được chúng ta mang lên bán đã được 1.000 đô thì ít khoảng 5 lần. Đó là một cơ hội cực kỳ là lớn để chúng ta có thể thay đổi cái vị thế của mọi người. Nhưng ta cũng cần phải có một chút vốn nhé, ít nhất là 0,5 BNB này. Thứ hai là về rủi ro, thì rủi ro ở đây là gì? Thì rủi ro là đầu tiên là các bạn mua BNB này trên sàn Binance đúng không ạ? Thì mọi người có thể mua BNB bất cứ đâu, ở ví phi tập trung của mọi người rồi gửi sang Binance, hoặc mọi người nạp USDT hoặc BUSD vào sang Binance, rồi mọi người sẽ mua BNB ở đấy và mọi người sẽ có BNB. Thì cái rủi ro ở đây là khi mà chúng ta submission đến tận ngày 19 chúng ta mới được tháo ra đúng không ạ? Thì khi đó nếu mà giá BNB giảm ấy thì chúng ta sẽ bị lỗ một chút. Ví dụ giá giảm càng nhiều chúng ta lỗ càng nhiều. Hôm nay chúng ta mua khoảng 420 đô đúng không ạ? Thì đến ngày đó mà BNB khoảng về 400 đô thì chúng ta sẽ lỗ mất khoảng, ví dụ mua nửa 0,5 chúng ta lỗ khoảng 10 đô đúng không ạ? Còn nếu mà tăng thì chúng ta có lãi luôn. Nếu mà đó là cái trường hợp mà chúng ta không mua được Step N và chúng ta giá BNB giảm thì chúng ta sẽ có cái rủi ro là chúng ta sẽ bị lỗ một chút. Nhưng mà mình tin rằng trong tương lai thì BNB chắc chắn sẽ tăng giá thôi. Ok, đó là cái phần rủi ro này. Còn cái phần tiếp theo là về phần chi tiết mà chúng ta có thể làm sao để có thể mua được cái Step N này như nào. Thì đầu tiên mọi người để ý nhé, nó sẽ có bốn cái vòng
bốn cái phase, tức là bốn cái giai đoạn. Đầu tiên là chuẩn bị này, thứ hai là chúng ta sẽ subscription là đăng ký mua, thứ ba là họ sẽ tính toán, và thứ tư là distribution đã phân phối cho những người may mắn trúng. Thì đây đầu tiên bạn lưu ý là có hai điều cần lưu ý này. Thứ nhất là chúng ta cần phải có vốn ít nhất là 0,5 BNB để chúng ta có thể đăng ký lock cái token BNB đó để có thể có cơ hội để trúng vé để mua. Thứ hai là cái việc gọi là phân calculation ấy, là việc tính toán ấy, thì sẽ là do cái gọi là bộ code của bên sàn Binance, họ sẽ random những người may mắn sẽ trúng chứ không phải là ai cũng trúng được nhá. Ok, đó là hai cái điều chúng ta cần lưu ý. Thì giá như mình chia sẻ này 0,5 BNB này cực kỳ rẻ thôi, và nó sẽ có 4 phase. Thì hiện tại mình cần phải có 0,5 BNB này, thì mình cũng đã có BNB đây rồi là 1,3 BNB, thì chúng ta cần ít nhất là 0,5 BNB thôi. Và ở đây thì thực ra là mình mới nạp BNB vào nên là nó sẽ chưa update, tức là nó sẽ update sau 2 giờ AM UTC hàng ngày, tức là 9 giờ sáng hàng ngày họ sẽ update. Và khi mà đã update rồi ấy, thì chúng ta sẽ đủ 0,5 BNB đây, thì chúng ta sẽ subscription nhé, chúng ta sẽ đăng ký này. Bạn có thể xem cái video tutorial này, ở đây họ cũng có nói về cái việc đây, khi mà chúng ta đủ rồi chúng ta sẽ đủ cái chất lượng yêu cầu này là chúng ta sẽ đăng ký vào. Đó, nó có từng bước rất đơn giản thôi. Đó, chúng ta sẽ subscription ticket này là chúng ta sẽ có được vé. Mà khi mà random là trúng ấy, thì chúng ta sẽ được. Ở trên kênh Telegram của Bem Gaming thì mình chia sẻ một bài viết để hướng dẫn mọi người rồi. Thì số lượng bán NFT này, 1.000 cái NFT thì trong đó có 85% là common và 15% là uncommon nhá. Thì common hiện tại lít đã khoảng hơn 1.000 đô trên Magic Eden rồi. Thì chắc chắn các bạn mua được thì có lời rất là cao. Ok. Thì thứ hai là bốn cái phase này mình vừa chia sẻ này, thì từng giai đoạn một, giai đoạn chuẩn bị này là đến ngày 16 tháng 4, giai đoạn đăng ký là đến ngày 19 tháng 4 cơ. Thì hiện tại là đang giai đoạn đăng ký rồi nhá, từ 9 giờ ngày 13 tháng 4 đến 19 tháng 4. Thì các bạn có đủ 0,5 các bạn cứ sắp đăng ký lock cái token BB là các bạn sẽ có vé để random. Là giai đoạn thứ ba là giai đoạn tính toán này, là 19 tháng 4 đến 12 giờ UTC này, và giai đoạn phân bổ. Khi mà phân bổ này họ sẽ random chọn những ngẫu nhiên những người may mắn là chiến thắng. Thì các bạn sở hữu càng nhiều tài khoản BNB, càng nhiều BNB thì các bạn có cơ hội xác suất càng lớn chúng ta trúng được step này, cái NFT này. Và khi mà trúng thì chúng ta sẽ họ sẽ trừ đi 0,5 BNB của chúng ta. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta không trúng, không may mắn thì họ sẽ gửi lại 0,5 BNB mà chúng ta đã khóa lại trước đó. Ok, rất là đơn giản thôi. Ok, vậy là trong cái video này mình đã chia sẻ cho mọi người cái cách tham gia để tham gia cái đợt bán NFT limited có giới hạn của Stepn trên cái Binance NFT nhé, Marketplace, và cũng như là các cái cơ hội cũng rủi ro của việc tham gia như này như nào. Thì mọi người cần phải là tìm hiểu cực kỳ rất là kỹ, cũng như là cân nhắc về số vốn có thể tham gia hay là chúng ta có thể hold được trong bao lâu để chúng ta có thể tham gia sự kiện này nhá. Cơ hội càng lớn thì rủi ro cũng có. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cố gắng theo dõi video này của mình. Thì hy vọng mọi người luôn luôn ủng hộ và đồng hành với Ben Minh Minh. Nhớ cho Ben Minh một like nhé, một đăng ký kênh, cũng như là bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ team của mình. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.